3 ngày từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2020, diễn đàn của lính đã có cuộc trải nghiệm tại Mù Căng Chải. Nơi đây nổi tiếng bởi những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tầng, lớp lớp, màu lúa vàng ươm trải dài liên tiếp nhiều quả đồi tại Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Song song với nó là địa hình núi cao trùng điệp, bắt nguồn từ chân núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với vẻ đẹp quyến rũ không thể cản bước diễn đàn của lính chúng tôi. Cuộc trải nghiệm tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ để nói lên khát vọng khám phá của những cựu chiến binh chúng tôi đã một thời trận mạc. Những ngày cuối mùa thu vẫn còn chói chang ánh nắng rám trái bưởi, đoàn chúng tôi quyết định sẽ dành thời gian trải nghiệm những địa danh lịch sử một thời để nhớ mà cố nhà thơ Tố Hữu, ông đã ghi lại, để lại nhiều cảm xúc cho đến ngày nay. Bài thơ Ta Đi Tới. Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát, chuyến phà rào rạt, bến nước bình ca. Mời các bạn cùng xem đoạn phim của đoàn chúng tôi ghi lại những hình ảnh sau đây. Từ Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ, cuộc hành trình qua những cung đường cao tốc êm ả với chặng đường gồm 400 cây số, lần lượt chúng tôi đã ghé thăm các địa chỉ lịch sử thật trân trọng đáng nhớ. Ta đi giữa ban ngày, trên đường cái ung dung ta bước, đường ta rộng thênh thang tám thước, đường Bắc Sơn đình cả Thái Nguyên, đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên, đường cách mạng dài theo kháng chiến. Đến hôm nay đường xuôi về biển, mới tinh khôi màu đất đỏ tươi. Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt. Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát, bến phà rào rạt, bến nước bình ca. Ta đi giữa ban ngày, trên đường cái ung dung ta bước, đường ta rộng thênh thang tám thước, đường Bắc Sơn đình cả Thái Nguyên, đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên, đường cách mạng dài theo kháng chiến. Đến hôm nay đường xuôi về biển, mới tinh khôi màu đất đỏ. Cỏ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông Lô hò ô tiếng hát, chuyến phà rào rạt bến nước bình ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hoa, ai xuống khu Ba, ai vào khu Vân, đường ta đó tự do cuồn cuộn, bốt đồn Tây đã cuốn sạch rồi. Sông Thao náo nức sóng rồi, ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền. Đã 9 năm rồi đấy nhỉ, kháng chiến 3.000 ngày không nghỉ, bắp chân đầu gối vẫn săn gân, ngẩng đầu lên
sắc trăng. Tháng tám mùa thu xanh thắm, mây nhờn như bay, hôm nay ngày đẹp lắm. Mây của ta, trời thắm của ta, nước Việt Nam dân chủ cộng. Những bóng thù hắc ám đã sáng lại trời thu tháng tám, trên đường ta về lại thủ đô, cờ đỏ bay quanh, tóc bạc bạc hồ. Mẹ ơi lau nước mắt, làng ta giặc chạy rồi, che làng ta lại mọc, chuối vườn ta xanh trời. Châu ta ra bãi ra đồi, đồng ta lại hát mười năm. Em ơi đã học chưa, các anh dựng cho em trường mới nữa, chúng nó chẳng còn mong dội lửa, trường của em đứng giữa đồi quang, tiếng các em thanh thoát quanh làng. Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, ai về thăm bưng biển Đồng Tháp, Việt Bắc, miền Nam mồ ma giặc Pháp, nơi chôn râu cắt rốn của ta. Ai đi Nam Ngãi, Bình Phú, Khánh Hòa, ai vô Phan Giang, Phan Thiết, ai lên Tây Nguyên, Công Tung, Đắk Lắk, khu năm rằng giặc khúc ruột miền Trung. Ai về với quê hương ta tha thiết, sông Hương bên hải. Ta có dịp ghé thăm những thác nước chảy trong xanh mát mẻ, được điểm vào đây những nguồn nước quay liên tục không biết mệt mỏi, được gặp và giao lưu với các cô gái Thái đáng yêu và rất dễ thương bên dòng suối mù căng trải. Đồng bào đồng chí nói với nửa Việt Nam yêu quý rằng nước ta là của chúng ta, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Chúng ta con một cha, nhà một nóc, thịt với xương, tim ong dính liền. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Dù ai giao dầu ngăn sân, lòng ta vẫn giữ là dân cũ. Đã lớn lên rồi trong khói lửa, chúng nó chẳng còn mong được nữa, chặn bàn chân một dân tộc anh hùng. Những bàn chân từ than bụi lầy bùn đã bước dưới mặt trời cách mạng. Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Làng, lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu. Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp. Ta đi tới trên đường ta bước tiếp,
rắn như thép, vững như đồng. Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp, cao như núi, dài như sông, chí ta lớn như biển đông trước mặt. Ta đi tới không thể gì chia cắt, Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau. Trời ta chỉ một trên đầu, Bắc Nam liền một biển, lòng ta không rơi tiên. Lòng ta chung một cụ, lòng ta chung một thủ đô, lòng ta chung một cơ đồ. Việt đi mù căng trải, chúng ta được trải nghiệm cảm giác mới lạ. Vượt cung đường 30 km qua đèo Khâu Phạ là một trong bốn con đèo cao nhất Việt Nam, được xếp hạng cùng đèo Pha Đin, lối lên tỉnh Sơn La với tỉnh Điện Biên, đèo Ô Quy Hồ nối tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai, đèo Mã Pí Lèng đi tỉnh Hà Giang. Mù căng trải, nơi nổi tiếng có những thửa ruộng bậc thang được xếp hạng top 10 của thế giới có ruộng bậc thang đẹp nhất, thì Mù Căng Chải có đồi móng ngựa và đồi mâm xôi được xếp hạng di tích thắng cảnh phi vật thể cấp quốc gia. Nên được đồi móng ngựa, du khách được trải nghiệm cung đường 1,7 km với 45 độ dốc uốn lượn, một cảm giác mạnh đối với quý khách yếu tim. Với tài nhẹ, tay lái lụa của những trai dân tộc Mèo điều khiển, với mức thỏa thuận khứ hồi 100.000 đồng trên một người. Khi lên đỉnh đồi, những thửa ruộng lúa chín vàng óng mượt, một bức tranh tuyệt đẹp được bao bọc bởi những đồi cây xanh ngát ngút tầm. Mời các bạn cùng đón nhìn mùa lúa chín khu đồi bậc thang móng ngựa.
Căng Trải. Đồi Mâm Xôi là một trong hai địa danh nổi tiếng được xếp hạng di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Từ quốc lộ 37 đi Mù Căng Trải, cung đường đồi Mâm Xôi chỉ trên 1 km đường đã được bê tông hóa, dễ dàng hơn cung đường lên đồi Móng Ngựa, chỉ 60.000 đồng trên một người khứ hồi. Các chàng trai dân tộc Mèo có thể đưa quý khách lên đồi Mâm Xôi thuận tiện hơn. Lên đỉnh đồi, ta được chiêm ngưỡng một bức tranh mới lạ, cùng với những thửa ruộng bậc thang được xếp đặt vòng tròn theo hình mâm xôi, xen kẽ có những thửa ruộng tam giác mạch thật đẹp. Nơi đây cũng được bao bọc từ những đồi cây, xung quanh nhìn mãn nhãn với màu xanh non của núi rừng. Mời các bạn chiêm ngưỡng nét đẹp của đồi Mâm Xôi.
cầm này như thế nào. Hãy nhìn. Đến thăm Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, chúng ta không thể không đến rừng Trúc, một địa danh nổi tiếng, nơi đã được các nhà làm phim lựa chọn. Bộ phim Ngọn Hồ Tàng Long của hãng phim Việt Nam đã được quay những cảnh tuyệt đẹp tại rừng Trúc. Đến trải nghiệm rừng Trúc, ta có thể cảm nhận điều mới lạ như lạc vào bức tranh của Thiếu Lâm Tự. Nếu được trải nghiệm ngồi thiền tại một thế giới mới với khí hậu trong lành của rừng Trúc. Chỉ rộng 200 mét vuông, nằm gọn trên một quả đồi, nó đã tạo ra cho Mù Căng Chải thêm đa dạng theo bức tranh lớn. Một trưa hè giữa cuối thu, hôm nay anh em diễn đàn của lính của chúng ta về với lại vườn tre ở Mù Căng Chải. Trong cái không khí của vườn tre Mù Căng Chải, tôi chợt nhớ lấy cái bài thơ Tre Xanh của Nguyễn Duy. Sau đây thì tôi muốn tặng tất cả các bạn và riêng diễn đàn của lính bài Tre Xanh của Nguyễn Duy. Tre xanh xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ. Tre xanh thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất có hạt bạc mùi đã vui. Có gì đâu, mỡ màu ít chất dồn lâu, hoa nhiều. Rễ xiêng không ngại đất nghèo, chia bao nhiêu rễ, bấy nhiêu cần cù. Vươn mình trong gió che đu, cây kham khổ vẫn hát ru lá cành. Yêu nhiều nắng nó trời xanh, tre xanh không đứng khuất mình bóng râm. Bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu tre gần nhau thêm. Gương nhau tre không ở riêng, lũy thành từ đó mà nên hỡi người. Chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc truyền đời chó măng. Nòi tre nòi mịu ngọc cong, chưa lên đã nhọn như trông lạ thường. Lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cọc che nhường chó măng. Măng non là búp măng non, đã mang dáng thẳng thân tròn của tre. Năm qua đi, tháng qua đi, tre già măng mọc, có gì lạ đâu. Mai sau,
mai sau đất xanh che mãi xanh màu che xanh. Nhân Tam Phú có bài thơ nào đọc không? Thôi nào bây giờ. Cứ làm những bài nào thôi. Cái bài này đọc ở cái này. Được trải nghiệm cảm giác mới lạ. Vượt cung đường 30 km qua đèo Khâu Phạ là một trong 4 con đèo cao nhất Việt Nam, được xếp hạng cùng đèo Pha Đin nối lên tỉnh Sơn La với tỉnh Điện Biên. Tại đỉnh đèo Khâu Phạ, nơi đây đã được đầu tư trở thành điểm du lịch biểu diễn, tổ chức lễ hội bay dù lượn hấp dẫn khách du lịch. Từ chân đèo Khâu Phạ đã có bạt ngàn thửa ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Hơ Mông, dân tộc Thái. Dọc đường lên đỉnh đèo có nhiều thung lũng được bà con các dân tộc đầu tư trang trại nuôi cá hồi, cá tầm, vân vân, một loại thực phẩm có giá trị kinh tế khá cao, góp phần cho nhiều hộ làm giàu đi lên từ nguồn thủy sản nước lạnh. Đây là những hình ảnh nhìn từ đỉnh đèo Khâu Phạ xuống thung lũng Bạt Ngàn. Những chiếc dù lượn sẽ bay từ độ cao mây mù và được hạ cánh xuống cánh đồng lúa bên dưới thung lũng thơ mộng. Mù Căng Chải, nơi nổi tiếng có những thửa ruộng bậc thang, được xếp hạng top 10 của thế giới.
ngày trải nghiệm các điểm tại Mù Căng Chải. Ngày thứ ba, trên đường trở về, đoàn chúng tôi ghé thăm cơ sở sản xuất đá quý nổi tiếng Yên Bái. Trong này thì đi vào tham quan thì có cây pơ mô là cây gỗ quý và người dân ở đây trồng để làm cảnh và cũng lấy gỗ ạ. Cây chè tổ 400 năm tuổi được thưởng thức đặc sản chè tuyết, một loại trà một búp chưa tách lá, hương vị thật tuyệt vời. Thăm vượt rừng gỗ pơ mu xanh ngút ngàn tạo cho tầm nhìn thật khó tả. Được gặp chàng trai người dân tộc Giàng A Dê, người quản lý đồi chè.
thật tuyệt vời. Đoàn chúng tôi được chủ đồi chè mời thưởng thức trà tuyết, mùi thơm quyến rũ, vị ngọt thanh đọng lại sau khi dùng trà. We'll be right back.
cái ung dung ta bước, đường ta rộng thênh thang tam thước, đường Bắc Sơn đình cả Thái Nguyên, đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên, đường cách mạng dài theo kháng chiến. Đến hôm nay đường xuôi về biển mới tinh khôi, màu đất đỏ quốc ta ơi. Rừng cỏ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng trói sông lô hò ô tiếng hát, chuyến phà rào rạt bên nước bình ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hoa, ai xuống khu Ba, ai vào khu Bốn, đường ta đó tự do cuồn cuộn, bốt đồn Tây đã cuốn sạch rồi. Sông Thao náo nức sóng, về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền. Đã 9 năm rồi đấy nhỉ, kháng chiến 3.000 ngày không nghỉ, bắp chân đầu gối vẫn săn gân, ngẩng đầu lên trong sáng tuyệt trần. Tháng tám mùa thu xanh thắm, mây nhờn như bay, hôm nay ngày đẹp lắm. Mây của ta, trời thắm của ta, nước Việt Nam dân chủ cộng. Những bóng thù hắc ám đã sáng lại trời thu tháng tám, trên đường ta về lại thủ đô, cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ. Mẹ ơi lau nước mắt, làng ta giặc chạy rồi, che làng ta lại mọc, chuối vườn ta xanh trời. Châu ta ra bãi ra đồi, đồng ta lại hát hôm 10 năm.